Là Mai Quảng Ninh anh ơi. Mai Quảng Ninh vừa vô địch toàn quốc câu giải các câu bộ mạnh toàn quốc đây anh. Mai với Hiền Diệu nhất vẫn thủ được ấy chưa? Hay quá nhỉ. Cao rồi, vẫn còn. Ui, lái cổ tay hay chưa kìa. Tiếc quá, Việt ép quả hơi hiền. Đập. Rồi tốt. Cầu ngoài sân. OK, chung kết đôi nam nữ giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Rất đáng tiếc cho phạt cầu ngoài lưới của Mai. PR gì nhưng mà Dung Lan là thế nào? P thì nó của anh. À thế à? Trường mình à? Hải Phòng ấy. Điểm số đang là 8-6 ngoài sân mới rồi. 9-6 cho cặp đôi của Học viện Hành chính. Điểm 17. Ôi ôi, rất cơ hội tấn công vẫn còn. Được cầu tốt. Hay quá nhờ. Ăn chưa? Ăn rồi. Không ăn được. Bắt lưới rất nhanh. Hay quá. OK, cảm ơn Chu Thuế nha, hay quá. Rồi, bóng lo cho nhau rất tốt. Cầu rất lắt léo. Cầu tốt. 9-11. Đúng rồi, cứ phải thế nó mới hay. Ninh đang học dưới Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội anh ạ. Điểm số 9-11 rồi, 2 điểm nữa rồi. Rất tốt. Mai nhá. Sáng mai và chiều mai đều bán kết và chung kết nhá. Vẫn còn. Hay quá nhờ. Rồi bắt bài rồi. 10-12. Hơi cao, may mắn sao cầu không qua lưới. Sân 1 giờ thi đấu đi. Bọc rất tốt. Cầu tốt từ Minh Phúc. Có gì chưa? Mà đuôi nữ chứ. Minh Phúc đập rất cam. Rồi, cơ hội tấn công ngược lại. Còn ngoài sân. Rất đai, 12-17. Vậy. Học viện nông nghiệp di chuyển về khu vực sân số 4 chuẩn bị thi đấu. Hay quá nhờ. Đội tấn công. Hay quá nhờ. Các vận động viên tay rất tốt, rất ảo luôn. Thôi bị phạt rồi, một pha đổ lỗi của vận động viên Mai. 13. Chỉ thi đấu một set 25 thôi anh em ạ. Hay quá. Các vận động viên đánh cầu rất dứt khoát. Người ta đánh chủ yếu cổ tay đây, anh em có thể nhìn thấy. Ngoài sân. Huấn luyện viên anh em ạ. Dương Hoàn cũng đại học mở. Tiên Toàn đại học lâm nghiệp. Dũng Tiên học viện nông nghiệp. Vẫn còn hay quá. Lật lưới nhưng vẫn đỡ được. Mai ơi tiếc quá. Cố lên Lan ơi. Đây. 15-19. Khi nào HD thì anh Hùng phải ký hợp đồng với YouTube với cả Facebook. Không, anh ha bao giờ. Nhưng không sao, Hùng đã quay lại ở chế độ Full HD rồi, up lại cho anh em xem trên YouTube sau nhá. Hai bản cơ, một bản livestream, một bản HD, đập cầu tốt. À, Hoàng ngờ đâu rồi. Hoàng xong ly em. Hay quá nhờ, cắt đội anh ăn. Đơn kỳ thảo là mỏ. Đập cầu vẫn còn. Đập cầu rất căng từ Minh Phúc, thủ cầu rất hay.
Đây là giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Trận đấu đang diễn ra là trận chung kết đôi nam nữ nâng cao. Qua wow, một pha xoa cầu không qua lưới của Minh Phúc của Học viện Hành chính. Không qua lưới. Điểm số 22-18 cho cặp đôi của Học viện Hành chính. 18 Ngọc Bích giao cầu. Xin mời đội Vi Thảo Đại học Mỏ Đức Phượng Đào Kinh Lưỡng Dân di chuyển vô sân số 3. Phản cầu tốt rồi. 19-22 vẫn còn cơ hội. Thảo Đại học Mỏ và Linh Hoàng của Đại học Mở chuẩn bị thi đấu trên 23-19. Việt hôm nay đánh lỗ hơi nhiều, mai cũng thế. Cầu ngoài sân, 20-24 vẫn còn. Hay quá. Kê cầu rất lắc. Ngoài sân. Trong sân. Ê, trọng tài xác định cầu trong sân. Trận đấu kết thúc điểm 25-20. Vậy là chức vô địch cúp báo tuổi trẻ thủ đô nội dung đôi nam nữ nâng cao thuộc về cặp đôi Minh Phúc và Ngọc Bích đến từ Học viện Hành chính, cặp đôi tuyển Hải Phòng. Rất đáng tiếc cho cặp đôi Việt Mai của Sư phạm Thể dục Thể thao đã không thể đăng quang ngôi vô địch.